Ok, chúng ta sẽ đến đối thủ Philippines. Vào việc. Hãy về mà rồi đây mình sẽ bắt một đôi. Vâng, hậu đã lùi về, không hề dễ ăn. Mình lên hậu để thông xe ra đây. Đẩy tốt lên. Thông xe ra đây đã. Liên hậu. Đấy giờ. Cho thấy là trắng xin lỗi đen định lao tượng là tốt. Gì có mùa xuân đấy. Rồi, làm việc thằng tượng đã. Đây rồi. Alo. Nhầm máy nhá. Rồi, bẫy nốt thằng tượng. Vâng, đèn đang phải tính. Chịu thua luôn, thế rồi nhanh. Làm việc.
về thôi, học việc thôi. Nãy giờ chết rồi, tốt này. Gì đấy? Nhấn máy rồi.